Tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, một vụ đánh bom xe tự sát vừa xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 3 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng. Theo hãng tin Anh Reuters, đây được coi là một vụ đánh bom trầm trọng nhất nhằm vào các lực lượng quân đội quốc tế đang làm việc tại Kabul trong vòng nhiều tháng qua. Tổ chức khủng bố Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công diễn ra trên trục đường chính dẫn đến sân bay quốc tế Kabul ngay gần tòa Đại sứ quán Mỹ. Nơi đây cũng là đại bản doanh của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF. Trong tuyên bố của mình, ISAF cũng cho biết có 5 người khác bị thương. Hiện lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế đang điều tra vụ tấn công nói trên và bác bỏ thông tin trước đó rằng có 4 binh sĩ thiệt mạng.